câu 11 cho hàm số fx bằng e mũ x cộng 3, khẳng định nào dưới đây đúng? Thì câu A, câu B, câu C, câu D đều tính nguyên hàm của hàm fx. Thì bước đầu tiên các bạn phải thuộc công thức tính nguyên hàm nha các bạn. Thuộc công thức tính nguyên hàm của fx dx sẽ bằng f lớn x cộng cộng c. C là hằng số, được chưa? Vậy muốn biết f lớn x có phải là nguyên hàm của fx hay không thì các bạn chỉ cần tạo hàm f lớn x phải bằng fx, được chưa? Đó, vậy cách một của bài số 11 này là các bạn lấy đạo hàm của những thằng này, đạo hàm của những này, xem coi nó có ra đúng mũ x cộng 3 hay không, được chưa? Đó là đạo hàm cái đề. Cách 2 là các bạn vẫn tính nguyên hàm. Thì ở đây các bạn cần thuộc hai công thức, đó là nguyên hàm của e mũ x dx sẽ bằng e mũ x, được chưa, cộng c. Cái c này thì các bạn không cần để ý. Tiếp theo, nguyên hàm của hằng số 3 chính là 3 nhân x cộng c, và cái c này các bạn không cần để ý, được chưa? Vậy thì đề bài cho tính nguyên hàm của fx dx chính bằng nguyên hàm của ex cộng 3 dx. Thì cái đây nguyên hàm của tổng thì bằng tổng các nguyên hàm, vậy bằng nguyên hàm của ex dx cộng nguyên hàm của 3 dx. Thì nguyên hàm của ex chính là ex, nguyên hàm của 3 chính là 3 nhân x cộng cho c. Bởi mình kêu là các bạn không nên để ý thằng này, được chưa? Đó, cộng c. Rồi, và các bạn chọn đáp án giúp mình e mũ x cộng 3 x cộng c, câu B.